hôm nay anh em tôi đi chơi. Giờ đổ xăng. Giờ đổ xăng đó, xong anh em đi chơi, chắc là đi siêu thị trước nha. À không, xem phim các bạn. Đúng rồi. Quay màn hình như thế sai, quay thế này mới đúng này. Tại đang đi ngoài đường ấy, tôi khá là ngại. Wow, thì tại thì nhóm anh em tôi đã đến Lotte Max rồi. Lotte Max. Đó là lần đầu đi luôn. Ê anh em, đẹp quá ha. Chưa vô nó thấy đẹp rồi. Lần đầu đi chưa biết chỗ ăn rồi các thứ trong này nó như thế nào. Ok. Ủa nó tự mở rồi nè. Ở trong này thì là tôi thấy là có thời trang nè. Nhiều thứ lắm các bạn. Nhà bán đồ vô đây mua đồ. Nói trong này đẹp ghê luôn đấy. Cạo đầu từng đứa. Nãy bọn tôi mới đi ngang chỗ chơi. Được thôi chứ mua quần nam được. Đấy, nãy anh em mình đi ngang chỗ Vrio, trong này nó bán đắt hơn má, 50.000 vậy là hơn chỗ bọn mình 15.000. Giờ đi lên lầu kiếm chỗ xem phim mọi người ạ. Nãy mới đi tầng 1 mà cũng đẹp ghê. Hả? Biết rồi. Sau khi khám phá tầng 4 mồm tôi lên tầng 5. Giờ anh em chuẩn bị đi xem phim các bạn ơi. Ấy, ôi nip bun kìa. Thôi, rồi đoạn này mình bỏ qua nha các bạn. Thì anh em mình coi tìm phim hài hay là gì đó giải trí coi. Lâu lâu đi siêu thị chơi, siêu thị này đã lắm các bạn. Tầng 4 mình đi là nó bán đồ ăn các thứ đầy đủ luôn ấy, đã lắm. Ok, anh em tôi vô chỗ xem phim các bạn. Tôi không kịp quay, trời ơi. Biết rồi. Ok. Đúng là hơn chỗ Go của mình luôn. Ê, hơn chỗ Bixi của bọn mình luôn ấy. Hơn nhiều luôn ấy. Tới, có người không, có ai không? Ui, bọn mình tới sớm đó hả? Phim gì anh em, phim gì á? Đẹp trai hay sai hả? Đâu? E ở giữa. E ở giữa. E chữ E á. Có phòng khác hay chưa? Bộ mày lộ mà. Đâu, tôi coi coi. Phòng số 2 nè. Liên số 2. Phòng số 2. Chết mẹ đi lộ sao mà không biết nữa. Lần đầu tiên tôi đi cái có cái này sao tao không biết. Chết mẹ mà quá hương ơi. Đâu không cần. Không cần ấy đâu, mà cả mà. Không quay làm YouTube mà. Mà không chơi trò này bao giờ. Quay đâu, quay đây hả? Quay thử coi. Được. Chờ đi. Ủa quay chưa? Nãy bấm quay chưa đi? Chưa mày. Con này quay rồi mà. Ok. Vậy à. Ok mọi người, bọn tôi đi xong, hiện tại là đang ở tầng 2 khu vui chơi và mua đồ. Thì xem xong phim thì tôi với anh em coi xong bộ phim đẹp trai thấy sai, thấy hay lắm các bạn. Tôi cũng đoán trước được một số nội dung trong phim nhưng mà hay ấy. Đặc biệt cái khúc cuối phim truyền tải cho chúng ta điều tốt. Thôi được rồi, mình cho qua đoạn này nha mọi người. Mình rất là ngại quay xung quanh. Cảm ơn mọi người xem video nha. Nhóm anh tôi em tôi xuống chỗ gửi xe các bạn ơi. Giờ đi ăn trưa các bạn ơi. Hiện tại là đang 12:38. Sắp tới 1 giờ chiều rồi. Giờ anh em đi ăn trưa. Mình bỏ qua đoạn này ha. Hiện tại thì anh em của tôi ghé vào quán Doki để chuẩn bị ăn trưa. Thì Doki đây nha các bạn. Ở Biên Hòa tôi. Được rồi, mình quay sơ vậy thôi. Cảm ơn mọi người xem video nha. Chắc mình sẽ không quay đồ ăn đâu, tầm mình tập trung ăn rồi thế này cái kia nữa. Có lẽ trong đây đông người lắm cho nên là mình khá là ngại quay. Cảm ơn mọi người xem video nha. Chào nha. Bữa hai thằng em nè có đến chơi á. Giờ nay rủ thêm đồng bọn tới chơi vui. Thì có gì á, anh loại hai trò. Anh có cái là tàu lượn siêu tốc nè. Với lại cái còn cái nào kinh dị đúng không anh? Bữa là có coi cái bệnh viện ma, hai anh em coi rồi. Với lại cái tàu lượn siêu tốc á, lượt hai cái đó ra. Hai cái đó coi rồi. Tàu lượn siêu tốc nha. Ừ, cái đó coi bữa mắc ơi. Nè qua đây coi, anh này vui lắm. Đó anh em coi. Đó VR đó, VG1 đó.
4 người nha anh ơi. Tay heo. À, đi ăn xong anh em tôi lên siêu thị BC giờ hành gô chơi. Qua chơi vui vui thôi. Lúc nãy bọn tôi đi xuống dưới coi cho cái VR mọi người ạ. Giờ lên đây đi chơi vòng vòng thôi. Chỗ đồ ăn của siêu thị BC ở hôm nay nè. Thôi tôi kết thúc clip tại đây nha. Vì thôi tính đây được rồi. Cảm ơn mọi người xem video nha. Anh em đi chơi các thứ mua đồ các thứ đã rồi về.